kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết dành cho 3 ngày tới của kênh VTC14. Thưa quý vị, từ đêm qua và rạng sáng nay, độ ẩm tiếp tục tăng cao, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dày đặc xuất hiện trải dài từ vịnh Bắc Bộ vào sâu trong đất liền ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang một phần ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sương mù dày đặc xuất hiện vào sáng sớm khiến cho tầm nhìn giảm xuống thấp dưới 1 km, gây nguy hiểm cho giao thông đường thủy và đường bộ. Không khí lạnh suy yếu, mưa ở miền Trung đã giảm cả về diện và về lượng, chỉ còn có mưa nhỏ rải rác, tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Trung Bộ. Tuy trời còn nhiều mây nhưng nền nhiệt miền Trung cũng đã tăng lên khoảng 1 độ so với 24 giờ trước. Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục quá trình di chuyển sang phía đông và biến tính, nên trong sáng ngày hôm nay, trên hầu khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn vẫn xảy ra trên diện rộng, khiến đường trơn ướt, không thuận lợi cho hoạt động lưu thông vào thời điểm này. Đến trưa và chiều thì mưa nhỏ, mưa phùn có giảm đi đôi chút, nhưng trời vẫn nhiều mây và nền nhiệt chỉ tăng chậm lên khoảng 1 độ. Sang ngày mai, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ sẽ có sự biến đổi vì một vùng mây gây mưa do quá trình hội tụ gió trên mực 5.000m ở phía Tây đang có xu hướng dịch dần sang phía Đông, gây mưa rào và dông rải rác trước tiên ở khu vực phía Tây, sau đó sẽ lan dần sang khu vực phía Đông Bắc Bộ. Mưa có thể sẽ kéo dài đến hết ngày 31, sau đó giảm dần. Mặc dù trời có mưa nhưng do không khí lạnh suy yếu nên nền nhiệt tại Bắc Bộ không biến đổi quá nhiều, thậm chí nhiệt độ thấp nhất còn tiếp tục tăng nhẹ. Tuy nhiên, vì các hoạt động ngoài trời sẽ không được thuận lợi, đặc biệt là tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc, lượng mưa còn tương đối khá nên sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình lưu thông, đặc biệt là trên đường đèo dốc. Thưa quý vị, các tỉnh miền Trung không bị ảnh hưởng bởi quá trình hội tụ gió nên trong những ngày sắp tới, mưa sẽ giảm hẳn xuống diện vài nơi, ban ngày nắng xuất hiện và nền nhiệt khu vực sẽ có xu hướng tăng dần, trời chỉ còn rét vào đêm và sáng ở các tỉnh phía Bắc. Còn tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ thì nền nhiệt còn tăng nhanh hơn, nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng 29 đến 31 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày khô hạn, trời không mưa, ngày nắng, độ ẩm không khí thấp, dòng chảy trên các sông hồ chứa thủy điện đều thấp hơn mức bình thường nên người dân cần chú ý sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng để phòng tình trạng thiếu điện khi mùa khô vẫn còn kéo dài. Ngay sau đây là phần dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày 30 và ngày 31, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng nhẹ, nhưng nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều giảm nhẹ khoảng 1 độ. Sang đến ngày mùng 1, mưa giảm xuống diện vài nơi, ban ngày trời xuất hiện nắng trở lại, nền nhiệt cũng tăng từ 1 đến 2 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong ngày 30 và ngày 31, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa lan dần từ phía Tây sang phía Đông, nền nhiệt ít biến đổi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 19 đến 21 độ. Sang đến ngày 1 tháng 2 thì đêm và sáng trời ở trạng thái nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây, có lúc hửng nắng, nền nhiệt tăng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 20 đến 22 độ. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, khu vực này chỉ có mưa nhỏ một vài nơi, đêm và sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, cao nhất vào trưa và chiều sẽ dao động từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới phổ biến ít mưa, phần phía Bắc thì vào đêm và sáng xuất hiện sương mù ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất ở phần phía Bắc đạt mức 25 đến 27 độ và ở phần phía Nam là từ 29 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên trời tiếp tục ít mưa, ngày nắng, độ ẩm vào ban trưa có nơi xuống dưới 50%, đêm và sáng trời sẽ se lạnh với nhiệt độ thấp nhất chỉ trong khoảng từ 18 đến 20 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trời tiếp tục ít mưa, ngày nắng, nên nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ, phổ biến từ 31 đến 33 độ. Một số nơi ở miền Đông nhiệt độ còn đạt mức 34 độ, trời khá khô nóng. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trên toàn bộ các vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, thời tiết đều phổ biến tạnh giáo, ít mưa với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông bắc của quần đảo Hoàng Sa, còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động trong ngày 30, ngày 31. Sau đó, gió chuyển hướng đông bắc đến đông và hoạt động giảm dần chỉ còn ở mức cấp 5. Tại khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Thưa quý vị, như vậy là các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác trong ngày 30 và ngày 31, sau đó giảm dần chỉ còn có mưa một vài nơi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày xuất hiện nắng và nền nhiệt tăng dần. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết ít biến đổi. Bản tin thời tiết trưa nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp theo.